dừng chân ghé lại sự thừa thiên, vùng đất năm xưa khô cằn sỏi đá, mùa đông giá rét buốt lạnh con tim, mùa hạ cháy ra thiêu vang ngọn cỏ, Huế của ta ơi, Huế của ta ơi. Huế ơi, ngày đồng minh chứng
để từ chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cái tôn đức phân đoàn thế giới trung ương đã đến thừa Thiên Huế sáng hôm nay trong niềm tin vượt tiến duyên phúc thiên niên này tại nhiều đức chi từ cho chúng con được dân hương tập Phật A Di Đà Phật. Ở Nam Như Bồ Đề Việt Nam Bắc Thừa Thiên Huế tình Diệu Đức Ni Tự Trụ Sư Ơ Màu Đức Niên. Về phía văn văn lý lỗi tình Thừa Thiên Huế, chúng con xin cung kính giới thiệu ni trường Tích Lược Diệu Tấn chứng minh phong ban ni lỗi tình Thừa Thiên Huế chứng minh bổn thực sự an cư trụ trì ni viện Diệu Đức. Chúng con xin cung kính giới thiệu ni trường Tích Lược Minh Nguyên ủy viên phong ban ni lỗi trung ương trường phong ban ni lỗi tình Thừa Thiên Huế. Chúng con xin cung kính giới thiệu ni trường Thích Nữ Như Minh phó trưởng văn ban ni giới trung ương đặc trách các tỉnh miền Trung phó văn ban thường trực văn ban ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế cùng toàn thể ni chúng thuộc bốn trụ sở an cư tại tỉnh Thừa Thiên Huế xin hội chúng dành một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để những lời chào đón của ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế đến tại đoàn. Đối trước chư tôn đức chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thượng Như Hạ Như phó phân ban ni giới kiêm trưởng ban quản pháp trung ương trưởng phân ban ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thượng Như Hạ Minh phó phân ban ni giới trung ương kiêm đặc trách các tỉnh miền Trung. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thượng Nhật Hạ Thương phó phân ban ni giới kiêm trưởng ban giáo dục ni giới trung ương trưởng phân ban ni giới tỉnh Bình Phước. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thượng Từ Hạ Huyền phó phân ban ni giới tỉnh Bình Phước. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư Thượng Như Hạ Trí ủy viên thường trực phân ban ni giới trung ương phó ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư Thượng Hoa Hạ Liên phó phân ban ni giới tỉnh Bình Phước cùng quý sư cô cũng như nam nữ Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước cùng đi chung đoàn cúng dường trường hạ hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Những bà Kitô Đức hơn 1.000 km chỉ
chỉ cần nghĩ đến từ lộ kê bục mà phải đoạn đi qua là một quãng đường rất xa từ miền Nam ra đất ra mảnh đất miền Trung. Dựa thời tiết nóng bức khắc nghiệt cũng có tiếc nghỉ nếu không có ấm lòng lớn rộng lớn, nếu không vì tương lai của đạo Phật thì sẽ không có sự hiểu thông như hôm thật đáng quý biết đạo tình này biết bao. Từ hiện tiền của Vĩ Tôn Đức Ni đã nói lên tinh thần của một người chỉ cả trong ngôi nhà đạo Phật đã thương tưởng chăm lo cho đời sống tinh thần của Vĩ Giới. Vĩ Tôn Đức Ni đã bỏ qua sự nghiệp nhập của tự thân, đã ý sức một phần thời gian tình tu của mình đem thần này đoàn kết của lực hòa học tủ của lòng bí mật với ví dụ thừa tâm huệ của con và cả thực hành nhiều trung. Xin nhận nơi đây đi của ý giới của con tấm lòng thành những niềm ơn vô hạn và chúng con những người đang trực tiếp điều hành thân văn ý giới thịt thừa tâm huệ sẽ cùng mong cố gắng cùng người thiên đại trong thân văn ý giới công năm để dù dắt giữa đi giới ngày càng được tinh thần hơn. Kính chúc chư tôn đức ni vô lượng an lạc, vô lượng vị tường và tất cả từ cùng thải đoàn chúng ta an lạc bồ đề tâm kim cổ luôn là những phật tử thường thành là người ngoài hồ với chư tăng chư ni để chúng lo phật sự. Nam mô hoa nghiệp tàng bồ tát ma ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây là giờ phút quan trọng nhất để chư hành giả được lắng lòng nghe những lời sanh tấn vô cùng quý giá của sư trưởng trưởng phong ban nghi giới trung ương. Chúng con xin cung thỉnh ni trưởng thượng Nhật Hà Khương tuyên đọc bức tâm thư của sư trưởng trưởng phong ban nghi giới trung ương.
trong 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 lên phương ban thế giới trung ương làm tường. Một, hoạt động Phật sự và thành quả đạt được. Thứ nhất, về công tác tổ chức, hàng tháng phân ban đi giới chúng con họp thường trực vào ngày 25 âm lịch và tổ chức họp định kỳ vào ngày chủ nhật đầu mỗi tháng tại Ly Viện Diệu Đức để kiểm điểm và đánh giá công tác Phật sự trong mỗi tháng. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để sắp tận nhau trong vấn đề tu học của chư ni tỉnh Thừa Thiên Huế. Thứ hai, an cư kiết hạ, ban trị sự và ban tâm sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết hợp tổ chức ngày an cư tập trung cho chư ni toàn tỉnh vào các kỳ bộ tạng tại bốn trụ sở Ni Viện Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Biên và Diệu Thị. Ngoài giờ tụng kinh Di Giáo Bồ Tát Quả Đường, ni giới chúng con tham dự sinh hoạt chung tăng ni tại giảng đường Từ Đàm với các đề tài liên hệ đến giới luật, văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông. Tổng số chư ni an cư tại Thừa Thiên Huế năm 2018 là 734 vị, trong đó tỳ kheo ni 512 vị, thức xoa ma na 112 vị, sa di ni 110 vị. Thứ ba, thống kê từ viện giáo phẩm chư ni. Như vậy chúng con đã lập bảng thống kê danh mục từ viện và danh bộ ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế với 139 từ viện ni viện tỉnh thất niệm Phật đường. Chư ni có 734 vị, trong đó có 38 vị ni trưởng, 102 vị ni sư, 372 sư cô, 112 thức xoa ma na và 110 sa di ni. Thứ tư, chư ni hướng dẫn Phật tử địa phương tu học thể theo nhu cầu Phật sự nhằm truyền tải ánh sáng Phật pháp đến với quảng đại quần chúng vùng sâu vùng xa, góp phần cùng xã hội xây dựng đời sống văn hóa tâm linh, phát huy giá trị đạo đức. Như vậy chúng con đã giới thiệu quý sư cô về các cơ sở địa phương để hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học đúng chánh pháp để xây dựng đời sống thanh bình an lạc. Trong 6 tháng vừa qua, như vậy chúng con đã giới thiệu hai sư cô về các cơ sở địa phương để hướng dẫn Phật tử tu học huyện Phú Lộc, thành phố Huế. Sư cô Như Huệ về chùa Diệu Vân, thành phố Hà Nội. Sư cô Hoài An về chùa Phạn Long. Thứ năm, về giáo dục, đi dạy dòng con kết hợp với ban giáo dục tăng ni tỉnh thực hiện chương trình giáo dục nhằm đào tạo thế hệ đi trẻ có đạo hạnh và năng lực trình độ Phật học và thể học để vận dụng chánh pháp một cách khế lý khế cơ trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Tại Học Viện Huế có 7 vị ni đã tốt nghiệp tiến sĩ tham dự giảng dạy các môn nội ngoại điểm cho cả hai khóa 8 và 9, gồm có 190 ni sinh. Trường Trung cấp Phật học cơ sở 2 đặt tại Ni Viện Diệu Đức. Đây là cơ sở thuận tiện cho các ni sinh tập trung về tu học, gồm sơ cấp 20 vị, trung cấp 150 vị dưới sự hướng dẫn của 10 vị giáo thọ ni, và hiện tại 80 thí sinh khóa 8 vừa thi tốt nghiệp trung cấp Phật học. Thứ sáu, về hoằng pháp, bằng tâm nguyện cứu khổ ban vui của người con Phật theo chân gót chân của Đức Thế Tôn cùng với tinh thần hoằng pháp thì giác ngộ, như vậy chúng con đã tham gia vào công tác hoằng pháp của giáo hội tỉnh nhà. Trong giảng sư đoàn của giáo hội đã có 20 vị giảng sư đi tham gia thuyết giảng thường xuyên tại các đạo tràng tu tập giảng dạy các lớp Phật pháp. Đoàn chúng tu bản con trai ở thành phố Huế và 8 huyện thị xã, các lớp tu học ngắn ngày, các hội trại của gia đình Phật tử và các bậc học của gia đình Phật tử. Thứ bảy, về văn hóa, ni giới chúng con, ni giới tỉnh Thừa Thiên chúng con tham gia thiết trí các lễ đài, thiết trí các hoa sen, trang trí xe hoa trong dịp đại lễ Phật đản. Ni giới chúng con tham gia tuần lễ văn hóa ẩm thực chay tại lễ hội
hội Festival Huế năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa Điều Quán. Thứ 8, về kinh tế tài chính. Tài chính của Phúc Mang chủ yếu dựa vào công đức phí hàng năm của các từ viện, ni xã, ni viện, tỉnh thất, niệm Phật đường và sự phát tâm thị cũng của chư ni Phật tử thiền tín gần xa khi ni giới có nhu cầu kêu gọi có các tổ chức đại lễ lễ hội. Thứ 9, về từ thiện xã hội. Ni giới Thừa Thiên Huế chúng con phối hợp với ban từ thiện giáo hội chú trọng đến lĩnh vực công tác từ thiện xã hội nhằm thể hiện hạnh nguyện lời tha của người con Phật và khuy tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, nâng cao giá trị văn hóa đạo đức, góp phần ổn định xã hội, đem lại đời sống lợi ích cho quần chúng. Ni giới tỉnh nhà đã dẫn thân vào những hoạt động từ thiện xã hội trong 6 tháng qua. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế từ cứu tế an sinh, nuôi dạy trẻ mồ côi, dưỡng lão, trường mầm non, dạy nghề, nuôi dạy trẻ khuyết tật và khám chữa bệnh các chi nhánh Tuệ Tịnh Đường. Tổng số tiền hoạt động từ thiện là 1,567,900,000 đồng. Phần thứ hai, định hướng hoạt động của Phân ban Ni giới cho 6 tháng tiếp theo. Nhân tiếp tục duy trì và phát triển các phật sự ở các chuyên ngành đã có, Ni giới chúng con sẽ ra nội sang 07 sau mùa an cư để nuôi dưỡng khơi dậy đạo tâm của các ni trẻ, cùng để ghi nhớ truyền trao công hạnh tu tập của chư ni tiền bối cho thế hệ hậu lai, khiến cho gia sản tu tập vô giá của quý sư trưởng không bị mai một. Ni giới chúng con vận động tài chính xây nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào lũ lụt khi mùa mưa lũ đến, khuyến khích các sư cô học mầm non khi trường mầm non Lâm Tỳ Ni hoàn thành thì chư ni sẽ đứng lớp để giảng dạy tại các lớp mầm non. Trên đây là những kết quả sinh hoạt Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2018 của chư ni thuộc Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế và ni chúng chúng con cùng đã định hướng hoạt động của 6 tháng tiếp theo. Kính trình lên chư tôn đức trí tưởng Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm lý vật đại như ông ngọc chút sâu bây giờ thì sống đến tuổi sáng mùa mùa qua mà rồi mà không nhận lá cờ sáng cả bốn lòng thấm tình hai cố quay về nghèo chắc người tâm ơi từ để sang con lâm mà để trong tôi nghiệp thắng hại đã bao năm rồi không về đã bao năm rồi không về niềm trung tâm đề vinh ước mơ bao ngày cắt nhiều giờ dậy xin phong lại người ơi về miền quê hương Thùy Dương sông hương nước chảy còn vương đau niềm thương cho những đôi người dẫu xa hơn đồng tôi cần còn thương sao lại vì thương tôi đang cảm được già thì có mỏi mệt dù là khác tiếng nhưng vẫn than mãi trong đêm thật này xin vinh đề cầu cảm thông kính thưa vinh đề có tư cách giáo dục đi đâu cũng đeo là tàu của tổ nói để là có tiếng rằng nói không có sai về giáo dục còn thứ nữa là bằng pháp cho nên cũng hơi không có được biết để cho tính cách cái nhạy cảm và đồng thời nó cũng không có những cái gì bằng đồng thì thương cái gì cái công chúng ta
lại như hướng giáo dục của bạn nhau. Nó là con người của tôi, nó có người nữa, từ xưa giờ ai cũng nói. Và điều quan trọng đó là chúng ta tu hành là chúng ta còn cái nào, còn hai con người nào, để chúng ta khơi lại cái nguồn sống của bản thân. Mà chúng ta gọi là tìm lại cho mình mà hai con người. Để có lúc vấn đề sẽ thấy mình tất cả những vấn đề này đều diễn tả một trạng thái không bất biên trong dòng biến hóa của thiên nhiên. Cho nên có một bài thơ nhỏ, một câu mà tổ đức mình đã nhắn: Hồ vật tiêu tiêu điện, vô hình vốn tịch liêu, năm vi vàng từ chỗ, bất trục tứ thời điêu. Nghĩa là cái vật này nó có trước cái điều trời đất, dù cái trời đất có hoại cái trong lửa nó sẽ hoại. Vô hình vốn tịch liêu, nó vô hình cho nên mình không thấy. Nó cũng giống như là giới thiệu đô biểu tiền giới do sự thống tình của thập tư, nhiệt tình của giới tử và trang nghiêm của đạo tràng, ba cái này đưa đến giới thể vô biểu. Mà giới thể vô biểu như một ngọn đèn nó không, bây giờ mặt công tắc lên nó cháy, mà ngắt công tắc là nó không thấy. Nhưng mà ai bảo rằng khi ngắt công tắc là không có điện nào trong đó, nó có sẵn đấy chứ. Cho nên tâm chúng ta cần thế, cái bản lai dự luật này nó cũng là như thế. Vì vậy cho nên nó không hình, nhưng mà nó đi vào tự chủ nè. Vậy mà nó làm chủ muôn vật luôn. Đặc biệt là bất trục tứ thời điêu, nghĩa là nó không tàn theo một mùa. Xuân hoa đông là thu tàn. Dù cho nắng hạ 40 độ trên đất quý này, nó cũng vẫn không theo nó. Nhớ nghe. Giữ tâm ba thân tình như đường tại chính mình trên con đường tìm về bản sở. Nếu bảo rằng tấm đã thùng rộng kêu to, ai mà không biết thì nhỏ to chê cười. Xá chi cái kiếp là người, ăn no ngủ kỹ mà vui cười là hơn. Bao năm cứ mãi tìm chớn mà nào thấy được gian sang Phật Đà. Giờ đây hoảng thốc quân quân, dội đi tìm lại ảnh trong quân đời. Có tìm không? Bây giờ đi tìm không nè? Đi tìm. Ta về, ta về, ta nắm lại phần trăm. Còn nguyện thờ trước ánh vàng lung linh, dưới làn sương mỏng nguyên sinh, tâm không cành đồng bình minh ngọt ngào. Bao phen nhấp ngọn sóng trào, bao lần lên xuồng ra vào từ sinh. Trăm năm giấc mộng vô thường, nghìn thu xoáy bóng còn vương kiếp người. Lỡ thơ nước biết tơi rơi, long lanh khói trắng mù cởi sáng hồng. Nhìn kìa, nhìn đã trong còi mênh mông, hoa kia vẫn là từng không. Cùng nhau nhập hết cả đời, bàn tay thì một nụ cười pháp hoa. Điện tiền là nụ cười pháp hoa thôi. Nụ cười pháp hoa là nụ cười ta giết đưa con xe lên nhau. Bây giờ mình chỉ mình đã tìm về con xe đó. Kính thưa quý vị, trở lại đất thần Kinh Huế, cho chúng tôi mang một niềm tin sức sống đầy hy vọng. Lời nói hôm nay chỉ là nhắc nhở thêm một tí thôi. Cái thật ra biết ở nơi đây thì em rất được săn đón, bảo bọc cái bàn tay cắt bất kỳ đang ngồi đó, và kể cả sư Dương Minh đang ngồi đây. Yên tâm lắm khi nói về Thiên Nhiên Huế. Bởi nơi đây nó đang thấm nhuần một cái nền văn hóa. Dòng lịch sử dù đã đi qua, nhưng vang bóng nó mãi còn.
Và nơi đây cũng là cái nơi mà Chư Tổ đã cho chúng ta ánh nắng của Phật Pháp. Vì vậy cho nên dù là mảnh đất hôm nay có nhiều thiên tai đặc biệt lắm, nhưng không phải vì đó mà bỏ tâm của chúng ta não lòng không đâu. Chúng ta luôn luôn cố gắng bằng mọi cách và luôn luôn nâng tầm để cho cuộc đời dù lắm thiên tai, lòng ta vẫn giữ như tiền ba tinh. Chiều nào lòng gió lá vàng theo mây trắng bay, chẳng lòng ta vương con đò cây đã bến xương, mơ khi nào lại nhớ về ngày xưa năm ấy, ra đi mãi nhớ. Để rồi thưa quý vị, ngày một chiều con bước đi, sự tiếng trăng con tay tôi làm xin dặn là hẳn cố gắng, đừng sao lòng đừng nề gian khổ. Tiếng trăng lưng mãi làm cho bao lớp người tìm đồng sông ngay, gặp quay về bờ giả con ơi, mới tới ngày nắng ấm dòng sông ra đại dương, qua bao đường và đà treo leo, biết thương rồi bên lòng nghe con mới tới ngày giải thoát. Vẫn còn ta để nông thôn tiếng hạnh và kính thương minh đệ, còn niềm vui nào hơn cái tàn mặt lùng nhau hôm nay trên đất Huế. Tôi biết quý vị đã vô buồn tiền bạc tôn sư. Những bậc tôn sư này nằm xuống như ngàn ngày vẫn cho ta vang vọng. Hình ảnh này đẹp biết bao nhiêu. Vì vậy cho nên sư Nhân Minh mới bảo rằng hôm nay vì có nhiều vị Phật sư hiếu dưỡng, cho nên số chúng không tập trung được trọn vẹn trong cảm động, và xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này của chư ni trên đất Huế. Ngày hôm qua thì chúng tôi có đến để kính viếng, nhưng thời gian không cho phép cho nên chẳng nói được lời nào. Thật sự là lúc mà sư bà Điền á thì nói rằng đoàn này thôi ở Huế con đi điếu luôn đi, thì mình mới nói với chủ tịch Cương là tới Huế thì nói nhà tôi là hơn ăn tiếng rồi. Người ông này không chịu nói, bảo chị phải nói. Thế là yên lặng tôi sò thôi, để dòng nước mắt chảy là vẫn khổ đi rồi. Miên man khi mà xe đã lướt qua đèo Hải Vân, lúc bây giờ tôi không ăn uống gì cả, tôi suy nghĩ để coi tôi lát nữa tôi phải nói cái. Và nhiều cái mà tôi chuẩn bị nói nhưng mà cuối cùng không nói được một lời. Thôi yên lặng tôi sò thôi. Thưa quý vị, gần như đó là một cái định luật. Những bậc tôn đức lớn là cái quy định, vì nó quá nhiều người cho nên ta không nói được, mà không nói được thì mặc tất trong lòng đó. Cũng như vui mình muốn nói một vài câu, mình muốn ngâm một vài chữ nào đó, thôi thì bây giờ không ngâm được. Tối qua bây giờ mình ngâm nước cho nó đỡ cái oi bức của mùa hè đó. Thưa quý vị, có một cái gì đó mà chúng ta không thể quên được, đó là cái tình nhân sơn công nghiệp. Gừng gai muốn mặn xương đừng bỏ nhau, không bỏ đâu. Trong tình nhân sơn công nghiệp thì người ta bảo rằng một con ngựa đau cả tàu không thể bỏ. Cho nên một lần mà lướt qua các tỉnh miền Trung đi ra tới Bắc Trung Bộ thì tôi không thể nào bỏ Huế. Dù là Huế lúc bây giờ vẫn là tình yêu trên các lãnh vực của mặt trận miền Tây, nhưng mà chúng tôi không bỏ được. Vì vậy cho nên người ta mới bảo rằng ở đời này thôi nhất định thôi nhớ làm tròn một phần người tu và gắn bó với quê hương mình trên mọi thời gian nhé. Xưa kia hoặc bây giờ và làm sao nữa,
Kể từ thời vua Tuấn đến bây giờ, người ta lập miếu, người ta lập đền thờ nhiều lắm. Mà đền thờ đó là của ai? Thưa quý vị, thảo ca ngay của xưa này. Nếu mà có chết thì miếu sớm cũng thờ. Mình xem trong các truyền các thơ, nên thần mà thác thì miếu thờ thấy đâu? Phải không chị em? Có cái miếu nào thờ mà nói nên thần không? Toàn là những mặt trung thần luôn. Thế là mình cũng nằm trong những điều này. Nếu như mình hiểu kính, nghĩa là những thập phương mọi bạn ca chi thờ thầy thì xưa có nhập vi như ông giáo dục đã nói, thì dù cho chúng ta có nát căn này thì căn nữa, chúng ta cũng vẫn còn những hương chút hoa. Đức Phật nói thôi, cái căn này nó cũng chỉ giả tạo trong phần các của phù du. Trong năm tuổi trong cuộc đời nào ai trọn vẹn, câu nói các thập cổ lai hy cũng đủ để chúng ta suy nghĩ. Một lần đến với Huế ngắm dòng sông Hương Phật Lộc như sáng hôm nay, chúng tôi cũng thấy nó mặt như tờ vậy đó. Ấy thế mà cũng có lúc nổi cơn gió bụi ba đập để phủ nước lên đàn bờ cho Huế nuôi sống được phù sa cái đất này. Vậy thì sao cơn mưa thì trời lại sáng? Có nhớ đó, yên tâm đi. Còn đối với chúng ta thì nên nhớ cái câu như con, không phải qua đêm dài lạnh đóng mặt trời lớn hết bóng mù sương, không phải qua đoạn đường lửa bỏng cuộc đời ta vòng đắp hóa thiên đường, mà phải biết nhẫn nhục, biết hy sinh. Hy sinh chính là trung tâm điểm để chúng ta gặp lại con người. Như quý vị đã báo cáo, Huế đã làm từ thiện rất giỏi. Chứ không phải đi đeo tiền bóng bạc, nhưng mà đoàn kết bàn tay nắm lại, chắc chắn ta có mặt trên ngày mai. Và sư Như Minh cũng là người rất là đa cảm, thấy một chiếc lá rơi cũng thể làm người thơ, cho nên đi em đâu cũng có thơ thật. Đó là một cái nguồn xúc cảm vô biên của mọi con người. Chúng tôi thì hơi ngạc chứ không có thơ thẳng gì được hết, có lo hát câu cho mấy tôi thôi. Nhưng mà trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó rất nhạy bén. Tuy có lúc nó cũng cứng, nhưng mà Đức Phật nói cứng quá mẹ nó gãy, cho nên thôi trung đạo vừa cứng vừa mềm để ý niệm cương nhu vượt qua tình lần đâu có ăn lòng trong cái tủ. Việc quá đạo và hành đạo có đôi lúc thuận nghịch khác nhau, bởi vì thuận nghịch như bác thảo là thương ghét nợ quan gia, khá khăn tin nhận tội ta bằng phải tin nhận tội ta bao mà đâu có phải là cực lạc ở đây đâu. Nhưng mà nhớ ta bà phải tạo mình ở tình độ nguồn vua chúng ấy về, cố gắng tu để nâng cấp cho ngài về bảo sợ vì thế thôi. Lời nói không nhiều nhưng mà chắc chắn mang tư tưởng đậm đà đến tình Vĩnh Sơn cốt liệu. Thương rất nhiều nhưng nói chậm bao nhiêu, và tùy hoàn cảnh của địa phương trung ương chỉ làm cái công việc hành chính là cấp trên thôi, còn sống được hay không, dồi dào tinh ý được hay không là do bản tiền. Cho nên ban trị sự nơi đây rất là đặc thù cho chị em đó. Và chúng tôi cũng biết các cái ngài đã trải lòng từ của bậc cha, nhìn được cha ám sát tướng mình thường mắt của mặt trời chiếu mọc, và nhìn được mẹ là trăng vàng nhiều ngọn hiền hòa cho trong cảnh nhân sinh. Cả hai, cha là đất niềm tin có đi tới, mẹ là trời cho con trọng, cho mây trọng con bay, cả hai cho chúng ta tôn thánh. Nhưng tôn cảnh không có nghĩa là chúng ta thay bỏ, mà tôn cảnh để chúng ta tìm một phương tiện mà người ta gọi là yếm ly. Đừng bao giờ lầm chữ yếm ly nghe, yếm tức có nghĩa là không có chán,
không phải vì cho quê hương mà mình bỏ, mà mình đi để mình tìm một cái hướng để cho quê hương mình giàu mạnh. Cũng như ở ngoài đời, hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá, họ bay qua nước này nước kia để họ sống, họ tìm các cái tiền để họ nuôi con ăn học, họ kỹ sư phát triển. Cho nên đó là tinh thần nhiều chị em đã rời bỏ đất Huế để ra đi. Nhưng nơi nào mà nhiều chị em đó, tôi thấy họ đã quy tụ thành một khối, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến Huế là nói đến cả một khối mà chị em đã kết nghĩa. Cho nên Huế có cái gì khó khăn gần như là tiếng trung gian nhanh nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh. Tình Linh Sơn là chủ đó. Họ đi những cái bao giờ họ quên được như thế. Thì nghĩa cử đó rất đẹp. Cho nên từ cái đẹp đó chúng tôi cũng rất mong chị em hôm nay. Đời tôi bây giờ nó không khổ bằng ngày xưa đâu. Ngày xưa quý sư bà rất là chắc chiêu, tiềm đức. Hôm nay đời sống kinh tế có phần dồi dào hơn, Phật tử đức tâm cúng dường cũng đa năng hơn, cho nên chúng ta có cuộc sống rất thoải mái. Nhưng không vì thoải mái đó mà chúng ta quên đi bao nhiêu công lao khó nhọc của Đàn đã tính thúng, từng ngọn cao, từng củ đậu vân vân. Chúng ta không bao giờ bị lãng. Và đặc biệt là nhớ lại ngày xưa các bậc tôn đức của mình đời sống như thế nào. Hôm nay chúng ta đã đủ nhiều lắm. Xin nhắc nhở chị thế thôi. Để dù nó chân trời góc về, ra đi tôi vẫn nhớ. Bởi chúng ta là những người con thành công từ đất. Xưa kia Âu Cơ đều nhẫn theo dòng, để trong tiếng khóc qua sông sông cồn, đánh tiếng chuông đánh đề trò mà tài năng tay bật nước non bao đời. Bây giờ 54 anh em dân tộc đang có mặt ở những vùng núi cao, cũng là những tình ruột thịt mà chúng ta chấm bỏ. Rồi tất cả những gì đang có mặt đây, trong ý nghĩa của những con người đã đi từ vô thị băng qua hoàn kiếp người, mọi cái người nằm xuống là thân xác tạm tơi, tôi rủ bỏ một đời. Thế ta mới biết, ta hỏi, ta ở nơi nào, ta đến đây. Đến đây từ đầu biết đến ngày, bước đi mỗi bước lòng thanh tịnh, thanh thản tâm hồn mây trắng bay. Vì cái chỗ mà chúng ta đang có luân hồi, cho nên phải đọc từ vô lượng kiếp, mà bây giờ từ đừng như xa là không đâu. Thoáng nhìn đến cái nhân viên hội đồng đẹp yêu ngần nguyên nhiệm của người xưa. Mặc hầu thu thoáng việc từ bao giờ, gặp nhau đây đã nghìn năm làm gì. Xin chân thành kính nguyện mười phương chư Phật đầu trì, để mọi chị em chúng ta dù là xa mặt mà không cách lòng, thời gian và không gian có xóa mờ đi chăng nữa, nhưng hình ảnh của những chiếc áo lam, những chiếc y vàng không nhạt phai trong nắng ấm. Nguyện thừa Thiên Huệ hôm nay với nhiều bộ mặt, có thể có nhiều chiếc áo mới đông lạnh trên dương Huế cho chúng tôi chúc mừng. Và nó sẽ trở thành là một thành phố mộng mơ, có nhiều du lịch để đời sống của người dân ở đây có một mức tăng cao hơn. Chị Minh ơi, cho chúng tôi cảm ơn chị. Và kính bạch cái công đức cho chúng con được đảnh lễ với Ngài. Cầu với Ngài phước như Đông Hải, như Nguyên Tài, thọ tỷ Nam Sơn, Nhật Nhật Tăng. Chúc chư đi các hành giả an lạc với ba tháng tình tu. Và đến tới đây không phải chỉ bốn trường Hà mà chúng tôi nghe nói, à bốn trường Hà học viện có nằm trong bốn trường Hà không? Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch với trưởng trường Hà Hồng Đức, cùng trụ án cư thuộc trụ sở Diệu Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ, có được rồi. Tức là bây giờ trọng tâm là bốn trường Hà, bởi vì học viện nó cũng nằm trong bốn trường Hà này. Tuy nhiên
để nó đang tinh thần một chút xíu nào đó giữ mình bằng thân, thì lần nữa chúng tôi sẽ có một chút công tơ nào đó gửi thêm cho học viện đó chị Minh. À, như vậy là vui vẻ thấy không? Thì bởi vì chúng tôi cũng nói là đồ thì cũng đã chuẩn bị cho năm mình, bởi vì mầm xanh là chúng tôi rất là để tâm, đi đâu mà nghe nó có trường có đồ là dễ thương, dễ thương nhưng mà phải dễ ghét anh em. Anh chị đồng học xin cảm ơn nhiều. Về thăm lại mái trường xưa, xôn xao nỗi nhớ giọt mưa thuở nào nhớ lời kinh. Có mặt tại Phật học Ni
rực rỡ trời tháng năm, chư ni tề tụ chúng tầm lâm, đến mùa an cư mùa tự tử, trang nghiêm ba cõi ngát hương trầm. Quỳ tại đây lòng chúng con vô cùng xúc động khi thấy hình ảnh trang nghiêm thanh tịnh của chư tôn đức ni, gợi nhớ hình ảnh ni đoàn Phật giáo thời Phật thuở xưa. Chúng con thật cảm phục khi được biết quý ngài đã tham nhẫn trước những khó khăn trong cuộc sống về thời cuộc như thế nào để duy trì tịnh nghiêm nơi chốn thiền môn. Chư tôn đức ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống an cư tốt đẹp, nhắc nhở hàng Phật tử tại gia chúng con về trách nhiệm ngoại duyên hộ trì Phật pháp của mình. Chúng con xin có chút ít tịnh tài tịnh vật, tâm thành như pháp cúng dường, thành kính cúng dường mười phương tam bảo, hiện tiền chư tôn đức ni, cúi mong quý ngài từ bi mẫn nạp cả chúng dân cho chúng con được ứng chim công đức. Chúng con thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình trước đài sen vàng, cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát thân văn, chư thiện thần hộ pháp, gia hộ chư tôn đức ni, pháp thể thiên an, huệ đăng thường chiếu, tuổi thọ niên trường, để dắt nhiều hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Công Đức Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Chúng Minh. Cho con xin dâng một vài câu thơ lên
phân ban biên giới trung ương, thành tâm bài đạo kính mừng biên giới trung ương về thăm trường hà thân thương vô cùng, đường xa muôn dặm miền trung, quý ngài thương thượng miền trung trở về, đào tình thắm đường hương quê, linh sơn cột trục bàn về nghĩa nhân, sẽ chia thăm hỏi ân cần, trao đổi kinh nghiệm tu thân hành thiền. Đoàn Phật tử đủ thiền duyên, tháp tùng quỳ mì cũng dường chư ni, thành tâm bãi tà khắc ghi, ấn đức ni giới lấy chi đạo đền, nguyện cầu tam bảo ơn trên, thủy từ gia hộ tấm yên thân bình, trên đường phụng sự chúng sinh, hoàn thành sự mạng an lành thành thơi. Kính bạch quý ngài cùng ra theo nhân sanh tăng cư, chúng con có 731 vị những vị tam đệ của hòa thượng Phạm Chủ, chúng con không thể bằng mặt, cho nên bước đi một số chư ni khá lớn để lo phần tam đệ và ở tại ban trị sự chùa Từ Đàm. Sáng hôm nay cũng có lễ truy niệm của hòa thượng Phạm Chủ, có Phạm Chủ về vậy cái sự cung đón của chúng con không đầy đủ như chúng con mong muốn, mà dù cố gắng hết sức nhưng vấn đề đón tiếp cung tiên quý ngài và chắc chắn là không tránh khỏi những cái sự sơ xuất. Chúng con kính mong quý ngài lượng tình hoan hỷ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa thì như mình đúng ra thì trên chặng đường dài thì cũng thấy những cái tình mà chúng ta gặp gỡ là quý hơn cùng tiền nó không có nhiêu cả, cho nên chúng tôi cũng thường nói là các phân ban cố gắng luôn cho đầy đủ chị em để chúng tôi tạm mặt nhìn nhau cho nó vui một tí. Nhưng mà hôm nay thì còn những cái nói như vậy đó là chúng tôi cần biết mà là hiện tiền cũng đại dỗ. Nhưng mà ở đây thì tôi có một cái suy nghĩ thoáng qua khi nãy giờ đã ngồi. Anh có thấy rằng đây là vì công tác Phật sự. Vì công tác Phật sự và hiếu sự mà số chân đi gặp khá đông. Cho nên chúng tôi cũng sẽ có một cái hành động sau này yên tâm. Và bây giờ thì chúng tôi xin lấy dưới sân khấu đi. Thì cũng vừa đến hiện tại chân đi đang có mặt. Và trước khi thì cũng vừa đến chân đi. Thì xin chị Nhân Minh cho đại diện bốn trường hạ đến đây để làm cái phần cúng dường của trung ương chư ni và các phật tử đang có mặt. Dạ, cúng tố trường hạ rồi còn học viện thì cử một người nữa. Dạ 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 diệu viên rồi dạ rồi dạ hai cái đoạn ngắn của mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của phạm cùng gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.